Ok. Chào mọi người nha. Thì tiếp tục cho mọi người quay trở lại kênh YouTube của bên mình, bên Kim Bảo Audio. Ngày hôm nay thì một video ngắn thôi, mình giới thiệu sơ các bạn cái con Nexo FX 50 Plus. Thì mình từng giới thiệu cho bạn cái con Net FX 30 Plus. Thì con này nó cũng tương đương thôi, chất âm nó sẽ tốt hơn một tí, nhưng mà thương hiệu của nó là Nexo. Thì nó ghi cho có thôi ha, vẫn chỉ là hàng loại một thôi, chứ không có vụ hàng chính hãng đâu. Hàng loại một giá rẻ cho những anh em nào mà yêu thích âm thanh nhưng mà muốn sử dụng những dàn karaoke, những con vang cơ giá rẻ nha. Thì hình thức bên ngoài như thế này, thì đây nó này, thì cái vỏ hộp nó sẽ như thế này, màu xanh. Thì con này hiện tại bên mình là 1.550.000, bao ship toàn quốc cho mọi người, nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán tiền. Thì đó nha, đó bên trong thì như thế này. Thì mình vừa quay luôn vừa nói luôn, nên có gì mà sơ xuất hay là vì vấn đề gì đó mong mọi người thông cảm cho mình. Đây là một cái remote điều chỉnh, thì nó có tắt mở nè, tắt tiếng nè, hiệu ứng âm thanh nè, âm lượng nè, bài trước bài sau nè ha. Rồi, cái remote thì bỏ qua nó đi. Rồi một cái dây nguồn. Rồi tiếp theo là dưới nè, bị lắc phía dưới nè. Một tay quay một tay nói luôn nên nó hơi chậm, mong mọi người thông cảm nha. Thì một cái tu vít nhỏ, một cái tu vít nhỏ, một cái cặp pin. Mình thấy nó đen đen ta, à không phải, do mắt mình kém. Đây tu vít nhỏ, cái pin và sách hướng dẫn, chắc toàn là tiếng Anh thôi. Mà con này mua về sử dụng cơ bản rồi. Đó, phụ kiện đi kèm, phụ kiện đi kèm nha. Thì mình sẽ mở hộp con này ra. Thì đây, như mình có nói đấy, mình sẽ kẹp cái này lại ha. Các bạn đợi mình một tí, mình kẹp cái chân mình lấy cái bọc ra thôi. Thì hình thức bên ngoài nó sẽ như thế này. Cái hộp vô mắt ông nó bị rớt nè. Đó, mặt trước đẹp bằng ha, khá đẹp. Đẹp hơn cái con, mình thấy nó màu đen thôi, full đen thôi. Nhưng mà mấy cái thiết kế nó nổi bật bằng mấy cái đèn nền vàng nè, như Echo nè. Đợi mình một tí, mình sẽ ngồi xuống và nói cho các bạn dễ hơn, đứng mỏi chân quá. Rồi ok, Echo nè, Mid Tone nè, Music Tone nè, đó. Mặt trên thì nó không có gì hết ha, mặt trên nó trơn luôn. Này nó chưa kịp in đâu, con Nexo hàng đây, này là Trung Quốc nó làm thôi, Nexo làm cho có ấy mà. Hàng loại 1 và mã của nó là FX 50 Plus. Thì mình nghĩ con này nó sẽ là bản nâng cấp của FX 30 Plus trước đây, nên chất lượng âm thanh nó sẽ tốt hơn. Rồi, đây là phần commit nè, phần FPS là cái nút chống hú nè, giờ bạn bị hú bạn nhấn vô nó sẽ đỡ hú đích thân cho mình. Đây, delay nè, độ trễ nè, repeat là độ đập lại nè. Bạn muốn lặp lại nhiều quá, ví dụ muốn alo thì nó alo nhiều lần thì nó bạn tăng này lên. Đó, tăng lên, hạ xuống. Đó. Đó, cái này nó làm bị lòi ra ha. Đấy, bị lòi ra nè, đó, lòi ra nè, lòi ra nè. Điều đó có nghĩa là cầm cái tay bạn vặn được luôn, không cần phải tu vít nữa. Đó, thấy không? Một số cái thì một số cái con vang nó sẽ làm sâu vào trong nha. Thì còn có tu vít, không cần phải tu vít luôn, mà cầm bóng tay bằng vặn luôn cũng được. Đó. Rồi. Bass echo, mid echo, chép echo, bên này là phần mid là có bass mid chép luôn. Đó, phần nhạc đây, và con này nó có một cái nữa là USB và bất tiện ha. Một số dòng vang cao cấp á, vang tốt á thì nó không có USB luôn. Một số anh em mà muốn sử dụng nhạc trong USB thì không sử dụng được. Đó, thì con này có USB rất là tiện. Đây, ba là ba cụm đèn đây. Máy cụm của tổng của echo, tổng của mic và cộng của nhạc. Đó, con này mình giới thiệu sơ thôi. Đây, mặt sau. Mình sẽ để lại cho nó cân bằng. Rồi, đây là nút nguồn, một điểm trừ. Nút nguồn mặt sau. Đây, thường thường mặt trước nó rất là tiện hơn cho anh em, nhưng mặt sau thì có thể thò tay ra sau tắt hơi bất tiện. Rồi, cái này là voi của sub. Sub điện thì mọi người có thể để 12 giờ hết cũng được ha. Sub điện thì có thể tăng chỉnh trên cái sub điện. Cái này là cắt sub ở bao nhiêu thôi, voi sub nè. Cắt sub ở 50Hz hay là 250Hz, bằng để ở giữa là tầm khoảng 175 hả ta. Đó, 200, 150, 200, 150 hả. Đúng không? Trừ cộng trừ hơi chưa kịp nhanh lắm. Đó, để ở giữa thì cắt ở giữa thôi. Để đây, để nhỏ nhất á, nó sẽ cắt 50Hz, và để cao nhất thì nó cắt 250Hz. Nó để giữa sub điện thì bạn để giữa cũng được. Rồi anten, cái cổng cater này bạn không cần sử dụng đâu ha, cho những loa kiểm âm thôi. Này nó âm lượng nè,
phần này nè. Nhấn vô nè, nhấn vô là cho nhạc ha, nhả ra là cho mic ha. Rồi hai cổng này là hai cổng chính mà sử dụng cho gia đình nè. Sử dụng hai cổng này ao xuống đẩy hoặc là ao xuống âm ly nha. Thì cái bạn mua kèm á thì mình có tặng kèm cho các bạn cặp dây luôn. Thì bạn muốn cặp dây nào thì bạn nói bên mình thì có thể là tặng kèm. Ví dụ bạn sử dụng cho âm ly á, thì bạn báo mình sử dụng cho âm ly thì mình tặng kèm cặp dây Canon AV. Bạn sử dụng xuống đẩy hay là xuống nâng tiếng á thì sử dụng cặp dây là Canon nha. Tay các cổng input nè, rất AV. Đây, tháo ra. Đó, tháo ra rất input AV. Ha, có mạ vàng luôn. Đó, ngoài ra thì các bạn còn có cổng quang và có Bluetooth luôn ha, anten Bluetooth đây. Rồi cái cổng phía sau thì con này phía trước thì cái đèn nó sáng luôn nha, cái đèn nó cụm này nè. Đây, cái đèn nó cụm này nè. Đây. Đó, để cụm sáng luôn thì mình gắm điện một con rồi mình sẽ mang qua kia test cho các bạn luôn, đi luôn ha. Đây. Nè, cụm đèn nè, đó. Nó sáng nè. Đây là các bạn thấy nó nháy á. Là nó không phải nháy gì đâu ha, nó sẽ chạy đèn, nó chạy từ đây chạy ra tới đây. Ví dụ âm lượng mình mở tới giữa đúng không, nó lên giữa nha, lượng mình mở giữa này là nó sẽ chạy từ đây tới đây, xong nó tắt, xong nó chạy lại, chạy từ đây đến đây, chạy ngược về, từ đây đến tới đây, chạy ngược về. Đó, nó giống, nó xem bạn xem cách nó chạy vậy luôn á, nhưng mà nó không có chớp tắt, chớp tắt, chớp tắt, đó là do hiệu ứng hình ảnh camera mình nên nó bị cái đó thôi, chứ nó không có chớp tắt đâu. Rồi, đây là cái đèn. Chúng ta đây là cái đèn nó đặt bên trong thôi. Cái đèn đặt bên trong cái này là giấy dán bên ngoài nó sáng thôi chứ không có gì hết nha. Trong thử có một cái đèn và cái đây là cái miếng dán. Nó sáng đèn lên và sẽ thấy như thế này. Rồi. Đó, mình sẽ cái con này thì nó sẽ có kết nối Bluetooth. Đây, mua về mà đang ở chế độ Bluetooth này. Bạn muốn nó qua cổng khác các bạn nhấn input này. Đổi này không? OP PT hả ta? Đó là chắc là optical á. Rồi tiếp theo là AUX 1 nè, thấy không? Đó. AUX 2, cắm dây cổng sau thì bằng chuyển cho đúng kênh nha. Đây BT nè. Thì không biết nó đã kết nối với điện thoại của mình chưa. Đây nó hình như nó kết nối rồi nè. Nó kết nối rồi ha. Thì bạn cứ kiếm tới cài đặt đã, cài đặt. Bạn kiếm tới Bluetooth. Là khi bạn chưa kết nối á thì nó sẽ có cái con FX 50 Plus nè. Đó. Bạn nhấn vô là nó sẽ kết nối cho mình. Hiện tại thì mình đã kết nối rồi nè. Đó, mình sẽ mở thử quay nhạc cho bạn nha. YouTube đâu rồi? Con này thì cái đèn phía trước nó sẽ nháy lên nha. Đây. Đây, mình sẽ mở nhạc lên. Đây bạn thể xem ha. Đây, nhạc cái đèn nó sẽ nháy thế này nè. Đó, thấy không? Nó đèn nó nháy nè. Này nó nhớ theo tần số ha. Nè, các bạn thấy không ta? Nè, thấy không? Tần số nè, 30 nè, 90 nè, 120 nè, 240 nè, 400 nè. Đó, 1K nè, K10 nè, K18 nè. Lỗi, em xin lỗi. 1K nè, 10K nè, 18K nè, nó nhớ theo tần số nha. Bluetooth nè. Mình sẽ mở âm lượng lên cho bạn nghe. OK, có đợi để mình tí ha, mình đây, mình quên cắm dây thì mình sẽ hướng dẫn luôn. Thì cắm dây thì mọi người cắm vô đây nè, đó, mình sẽ cắm vô hai cổng MR và ML nha, đó. Rồi, cắm vô hai cổng MR ML này nha. Vừa quay vừa nói luôn, mình có nói đấy, mình vừa quay vừa làm một tay luôn, nó hơi bất tiện mà mọi người thông cảm cho mình. Thằng âm lượng đẩy lên nè. Thank you.
tiếng nhạc ha, mình sẽ dùng cặp loa bên kia kìa, thử bạn tiếng mic nha. Rồi cái mic lên. Lực 1, 2 thăng lên tí ha. Lực 1, 2, 6, 7 1, 5, 7, 9 100. Con này nó có số không? Xin lỗi. Thì đây mình đang kết nối micro không dây đứng trước loa tầm 2 mét, nhưng mà nó không cảm thấy hú rít ha. Tại vì có lẽ mình cho tư vấn chưa tăng echo. Đó thì số điện thoại của mình bên kia chỉ bảo audio 0979 778 678 và có số điện thoại trên màn hình luôn. Rồi mình tăng một tí echo lên ha. Một hai. Đây. Echo thì mình tăng tầm 11 giờ thôi. Mic thì mình tăng tầm 11 giờ ha. Nên tí 11 giờ đó. Ok ha. 1, 2. Nhiều echo quá. Nó tùy theo từng người nha. Mình cảm thấy vậy là nhiều echo. Một số em khác nó sẽ nhiều hơn. Và đây đứng trước tầm khoảng 2 mét thôi ha. Cái micro của mình đây. Đây là cái micro của mình nè. À. 1, 2, 5, 7. Tiếng cũng sáng đó nha, chứ không có tệ đâu. À, con này giá rẻ, sử dụng cho gia đình rất là tốt. Đừng nhìn nhau. Nó hơi rít rồi đúng không? À, mà đứng gần của nó rít. Mình sẽ mở nhỏ nghe phép lại em tí. Mình đứng gần quá thì nó sẽ dễ bị rít cho mình, thì mình có thể giảm cái chép của mic xuống. Đây bạn kiểm tra phần mic nè, chép nè, bạn giảm xuống một tí, tăng cái phần mic lên lại ha, cho nó đều tí ha. Thì mình vừa giảm cái chép đi tí cho nó đỡ hú rít hơn, thì mình giảm echo lại tí để nó chuyển cho bạn luôn. Rồi ok đó. Thì con này hiện tại thì bên mình giá bán hiện tại là 1.600.000, xin lỗi, 1.550.000, hỗ trợ giao hàng miễn phí toàn quốc cho mọi người, nhận hàng kiểm tra hàng không đóng tiền, sẽ đảm bảo chất lượng âm thanh và chất lượng hàng hóa cho mọi người nha. Thì số điện thoại trên kia là 0979 778 678. Mọi người có liên hệ bên mình, còn không có thêm hình ảnh thì có thể liên hệ Zalo, tụi mình sẽ báo giá chi tiết. Thì có lẽ mình sẽ kết thúc video này ở đây. Và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo từ Kim Bảo Audio. Và đừng quên đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất từ bên mình. Và xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.